đây, đoàn vận động viên của Campuchia đây. Hôm nay đến với bạn đại bản danh. À, xin chào nhá. Xin chào. Các vận động viên của Campuchia đấy. Sao cử vận động viên ít thế? Hay là lo theo đoàn Campuchia? Vận động viên Campuchia đây, các cái trưởng đoàn này. Campuchia đây, Campuchia đang tuyển tuyển này. Các vận động viên đang kiểm tra thuyền. Vận động viên đấy. Đội bạn mượn thuyền này hay là thuyền của họ ấy? Đây là đội thuyền của họ đây. Cái này thuyền tập luyện đúng không ạ? Cả thuyền thi đấu luôn đấy em. Phát cả tập luyện thi đấu luôn đấy. Không, ý em là ý cái thì em đang hỏi cái thuyền này thuyền tập luyện thôi đúng không ạ? Không, cả thi đấu á. Cả thi đấu ạ. Phát cho bổ cho bổ để tập luyện thi đấu nội dung. Tại vừa nãy thì anh chị lại bảo là tạm thời tập luyện. Vâng, tạm thời. Hôm sau ban tổ chức phân bổ lại như nào thì cái việc đấy thì xong. Như đội mình thì thuyền nhiều, ở đội Indo thì nó có thuyền sẵn rồi, nó mang thuyền sang đây. Indo nó là gọi là quốc gia gọi như gần như nhất rồi. Đó. Nó mang cả hai container mà. Thế mình bảo nó đến sớm cơ. Campuchia nó sẽ mượn thuyền của nước chủ nhà để thi đấu. Chơi cái môn này tốn kém lắm, mỗi con thuyền nó phải đến 5 triệu đến 1 tỷ đấy. Hello. Yeah. Thank you. Mỗi con thuyền này không rẻ đâu. Mình sắm một con thuyền đâu mua. Nó đắt tận tiền tỷ. Thuyền 4 này đắt nhất, còn thuyền 1 thì còn rẻ hơn một chút, còn 600-700. Không phải đơn giản đâu. Đây là bộ môn rowing đây. Nắng nổi. Bộ đua thuyền Campuchia. Nắng thẳng. Đối với cái môn thủ thuyền này nó phải đầu tư. Đầu tư về vật chất là hơi bị nhiều. Right, so after you have trained all the boat, then you will receive that boat and they will have a stamp down there so you can take that. And after you take it, use that, and after you use it, you can put it there. And later on, when you need to practice, you can take the boat down there. So now, because so you agree with the tuba, right? Yeah. Right. So we'll. Right. So just take it, and we'll move there. Thuyền nó có giá cơ, giá đỡ đấy. Ê, có giá đỡ thì mới đầy đâu. Cầm lên đừng hạ xuống được. Đấy, vận động viên đã lấy được chiếc thuyền để mình tập luyện rồi.
còn thi đấu thì chưa biết. À, đi thôi. Đã xong nhiệm vụ của đội Campuchia rồi.